Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Thì hôm nay Thắng sẽ mang đến cho quý anh chị chiếc xe để chúng ta đi gia đình nha. Xe máy 1.5 tiết kiệm nhiên liệu nè, 7 chỗ, rộng rãi, gầm cao và xe nhập khẩu nữa. Di chuyển trong thành phố rất là dễ luôn, gọn nhẹ thôi, không có bề thế như chiếc đàn anh là chiếc Fortuner. Thì trước mặt quý anh chị đây chính là Toyota Rush nha. Toyota Rush sản xuất 2021 màu trắng, đi được 22.000 km thôi. 22.000 km xe thì bên Thắng mới về nha. Chưa có được vệ sinh, chưa dọn dẹp gì hết. Thắng sẽ đi quay cụ thể để cho quý anh chị ta, nếu mà yêu thích mẫu xe này hãy gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về xe, về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán, rồi hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế và lái thử nha. Trước xe nè quý anh chị, thì đối với những cái mẫu Rush này á, thì chúng ta không thể nào đòi hỏi nó xịn sò, nó bề thế và nó nhìn nó hầm hố như những chiếc đàn anh là Fortuner được nha. Nó là gọi là tiểu Fortuner, đàn em thôi, nhỏ gọn. Được cái là nhỏ gọn, khi mà chúng ta di chuyển á, chúng ta đánh lái này nọ cũng nó nhẹ nhàng hơn, vừa đủ để dùng thôi. Tiết kiệm nhiên liệu nữa, máy có 1.5 thôi nhưng mà không có yếu nha quý anh chị. Máy 1.5 mà không có yếu. Đèn zin theo xe nè. Cản thì có số vết xước, thì nói chung xe cộ chạy xước bình thường nha. Những chỗ nào xước thì bên Thắng sơn thì bóng lại. Capo sơn zin. Xe thì chủ trước dán cái miếng đề can, bên Thắng sẽ tiến hành lọc bỏ luôn, cũng hơi xấu á, lọc bỏ hết và đánh bát đánh bóng lại. Rồi phía dưới có cái đèn bi gầm, bi gầm thì anh chủ trước anh xin lại á, cho nên bên Thắng trả về zin nha. Nói trước để mà nhiều khi quý anh chị lên coi tưởng đâu là theo xe á, rồi lấy luôn rồi không biết, không có cái gì trả lại khách hàng trước. Thì đối với những cái xe cũ bên Thắng mua về á, những cái đồ mà chủ trước trang bị lên á mà muốn xin lại thì Thắng hỗ trợ, thì Thắng hỗ trợ tháo trả lại nha, chứ không phải là lấy hết. Tùy xe thôi. Rồi mâm nè quý anh chị, đi được có 22.000 km à. Mâm rất là dày, lớp rất là dày nè, mâm zin. Được dán cái keo màu đen, bên Thắng chắc tháo ra đánh bánh bóng lại luôn. Nhiều khi thì đó, cái việc mà chúng ta trang trí xe mà độ xe thì tùy vào cái gu thẩm mỹ của mỗi khách hàng thôi. Có lúc thì chúng ta nhìn nó đẹp đó, nhưng đối với người khác thì lại xấu. Thì nhưng bên Thắng khi mà thu xe cũ về thì sẽ trả về zin hết luôn, để cho quý anh chị chúng ta có muốn tố tá đồ lại, có muốn trang trí đồ lại thì chúng ta làm nó cũng dễ nữa. Rồi cầm bệ nè, cột đồ không có xì nhớt gì chân. Rồi đăng kiểm đường bộ, xe thì đăng kiểm tới tháng 5 2024, đường bộ thì còn tới tháng 11, giữ nguyên mà dùng quý anh chị. Có dán phim rồi lại rồi nè, gương thì cũng được dán cái miếng carbon này. Rồi che mưa ở trên này. Cái gương nhỏ nè, nói chung cái gương nhỏ thì Thắng thấy cũng hay á, tại vì chúng ta nhìn được cái nó rộng hơn, nhiều chi tiết xe hơn đó, sát cái thành mình nè. Đó, cửa nẻo nè ha, dán carbon. Xe thì nói chung chủ trước ta mua đi gia đình á, nó cũng như là đứa con cưng thôi. Cửa nẻo ha, xe như mới luôn, tập bì mầm lớp sau. Đây, chỗ này chày nè, chỗ này chày bên Thắng đánh lại nè. Thì đối với những cái xe cũ mà chưa hoàn thiện á, Thắng quay cụ thể cho quý anh chị thấy nó có chày xước vậy đó. Thì nói chung xe cũ mà chúng ta không thể nào đòi hỏi là nước sơn nó mịn như là xe mới được, chạy xe thì cũng phải có chày xước thôi. Thì quan trọng đều là về chất lượng xe thôi nha quý anh chị, không cấn đụng tai nạn, không ngập nước, không tôn đồng hồ, những cái đó là tiên quyết rồi, bên Thắng cam kết cho mình luôn. Rồi phía sau xe có cảm biến nè, hỗ trợ mình lái xe an toàn hơn nha. Hai cảm biến đó, có luôn cái cam mắt camera dây phía sau nè, để cho chúng ta khi mà dây sẽ hiện bên trong cái đầu DVD á, hiện hình trong đầu DVD cho chúng ta biết được có vật cản phía sau không, tránh cái việc dây đụng phía sau. Rồi phía sau hàng ghế thứ ba này chúng ta không dùng, ta gặp lại rồi thì nó sẽ làm đây, hắn gặp cho quý anh chị coi luôn nè. Chỉ bằng một cái lẫy thôi, này nó có cái lẫy bên này nè. Chúng ta gạt xong là chúng ta ăn, thấy chưa? Còn không thì nếu mà được thì ta giật cái này lên luôn, thấy chưa? Như hắn làm cho quý anh chị là được nguyên khăn hành lý nó rộng hơn. Nhiều khi mình đi du lịch mà đi có 4 người thôi mà hành lý nhiều á, chúng ta để được chiếc xe đạp, bàn nè, rồi ghế nè, đó mà loại gấp gọn nha quý anh chị. Thì bây giờ thì trên mạng cũng bán rất là nhiều những cái đồ mà gọn nhẹ để cho chúng ta đi du lịch đó, tiện nghi lắm luôn. Có thùng nước đá đồ lại luôn nè, phía sau nó có một cái cọc sạc nè, thấy không? Thì quý anh chị chúng ta có thể đầu tư cái thùng, cái tủ lạnh mini á,
cái thùng đá mini á, ghim điện vô đây luôn nè ha. Ha, để trữ những cái đồ mà cần đông lạnh ha. Sao đừng chai nước được luôn nè, ý nghĩ lắm. Xe thì Toyota thì công nghệ không có nhiều, nhưng mà ít nhất những cái mà tiện nghi cho khách hàng thì vẫn trang bị nha. Rồi bên phía tài quý anh chị, mâm lớp nè không. Xe thì được dán đề can 4 cái mâm, bên Thắng tháo bỏ ra và đánh bát đầu lại hết, vệ sinh keo đây. Sao này? Cái này carbon luôn. Kỹ quá, chủ trước kỹ. Rồi ghế thì ghế da, ghế da thì dạng nhìn quá cơ bắp, xịn nha, chất liệu da xịn như quý anh chị, bọc lại đó, chịu trước bọc lại đó, sử dụng gu thẩm mỹ cũng tốt, nên là bộ ghế nhìn rất đẹp, hợp với cái xe. Ở phía trên ta có cửa gió ngồi sao cho mát, đây nè, tăng giảm cái quạt, mức 1, 2, mức 3, có đèn. Rồi phía sau thì có luôn cái cổng sạc này cho mình, người ngồi phía sau gắm vô, cắm cái dây vô sạc điện thoại nha. Rồi ra phía trước nha quý anh chị. Kỹ lắm, dán carbon lại hết luôn, đại tem sản xuất 2021, bật lên xuống inox full rút này ha. Đây, siêu tự động, chân ga với chân phanh. Rồi bước lên xe, ăn ổ máy cho quý anh chị coi cái số cái bé đây ta tớp nha quý anh chị. Đây ta tớp, ăn một cái đạp phanh, ăn một cái. Đây chìa khóa đây, xe thì chìa khóa cái gì kia thì còn để trong bọc chưa có dùng luôn, bên Thắng bàn giao cho mình hai chìa khóa luôn. Đây cứ mát nè, 21.579 nha, đồng hồ ha, vô lăng phím chữ ha, như mới luôn, không có bị bay màu, bao da lò xịn đó chứ nè. Rồi có hiển thị tốc độ trên gương, trang bị thêm nha, cái này trang bị thêm, khách trang bị thêm, có áp suất lốp luôn nè, nhiều đồ chơi lắm, xe này nhiều đồ chơi nha quý anh chị. Rồi đầu Android nữa nè, bình thường trước nó là cái đầu DVD bình thường thôi, đầu Android thì chúng ta có thể coi YouTube nè, như đang 4G nè, coi YouTube được luôn. Rồi bản đồ nữa, bản đồ định vị coi YouTube. Rồi có luôn camera phía trên nè, thấy không, camera hành trình này, tích hợp chung luôn cái đầu luôn, gọn lắm. À, bây giờ thì nhiều khi chúng ta lắp cái camera hành trình mà nó có cái hình ảnh á thì nó cũng hợp phí nha quý anh chị. À, do là nó vướng quá, nó che nó bự quá, nó che tầm nhìn của mình luôn. Còn bây giờ lắp cái loại này nó gọn nè ha, nó vẫn lưu khi mà chúng ta chạy, nó vẫn lưu cái hình ảnh vô cái đầu nha. À, gọn. Rồi điều hòa tự động đó. Máy lạnh Toyota khỏi chơi nha quý anh chị, nhanh lắm, lạnh nhanh và sâu nữa. Đây cổng sạc nè ha, thì cái cổng này hình tròn, cho nên là nửa khi mà quý anh chị mua xe, Thắng tặng cho mình cái đầu chia ra hai cổng USB để chúng ta sạc điện thoại cho dễ. Nhiều khi cái đầu này không biết sạc điện thoại kiểu sao, thiết kế chung của Toyota là như vậy quý anh chị. Rồi cần số nè, dán cách bon luôn nữa ha, chống chày. Bên Thắng giữ nguyên gì cho mình luôn, tại vì nó nhìn cũng đẹp á mà còn mới. Rồi có hai cái hộc để đồ, hỗ trợ để đồ nhiều hơn nè, cái này lắp thêm mua thêm để thêm á. Cần số. Rồi cái bệ tì tai này là được trang bị thêm nữa nè đó, trang bị cái loại nó nhiều ngăn hơn, xịn sò hơn. Đây một ngăn nè, không ở đây còn dưới nè, có thể gập lên được nè ha. Nói chung chủ xe này cũng biết cách trang bị đồ á, nhiều đồ tiện nghi lắm. Hay bên đây có học để đồ quá nhỉ, gọn nhẹ thôi, để những giấy tờ gì đó, sổ bảo dưỡng gì đó, mình đi bảo dưỡng. Trên có đèn, kính để kính lại, kính mắt. Con trần sạch sẽ nha quý anh chị, trần này nó không có dơ như trần nỉ, dễ lau chùi lắm. Rồi nhiều đồ chơi trên xe, xe quá đẹp. 2021, Route 2021. Xe này thì bên Thắng dự kiến chào bán mức giá là 666 nha quý anh chị, 666, chưa tới 700 triệu chúng ta có được một chiếc xe chúng ta đi gia đình này. Nhỏ gọn thôi, không có nhiều những tính năng trên xe, nhưng mà được cái độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu nè, mẫu mã cũng đẹp nữa, mẫu mã đẹp,
Rồi nếu như quý anh chị quan tâm mẫu xe Route này sản xuất 2021 này, liên hệ với Thắng nha. Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về xe, chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán, rồi hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế, lái thử luôn, là cảm nhận như nào, rồi chúng ta đưa ra quyết định có mua hay không nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha.